Khải Huyền, chương 18, Babylon sụp đổ. Sau đó tôi thấy một thiên sứ khác từ trên trời xuống có uy quyền cao cả. Cả thế giới được vinh quang Ngài chiếu sáng, Ngài hô lớn, Babylon lớn đã sụp đổ rồi. Nó thành sào huyệt của các ác quỷ và ngục tù của tất cả tà linh, chuồng nhốt tất cả các loài chim ô uế và đáng ghét, vì tất cả các dân tộc đã uống rượu tình dục dâm loạn của nó, và các vua trên thế giới đã phạm tội tà dâm với nó. Các thương gia thế giới đã nhờ sự quá xa xỉ của nó mà làm giàu. Tôi cũng nghe một tiếng nói khác từ trên trời kêu gọi, dân ta ơi, hãy ra khỏi Babylon, để các con không can dự vào tội lỗi nó và nhận lấy tai họa với nó chăng? Vì tội lỗi nó chồng chất đến tận trời. Và Đức Chúa Trời nhớ lại các việc ác nó làm, báo trả cho nó những điều nó đã tác hại, trả cho nó gấp đôi những điều nó phạm, pha cho nó gấp đôi chén rượu nó đã pha. Nó đã huy hoàng xa xỉ bao nhiêu thì dáng đau đớn và than khóc bấy nhiêu cho nó. Nó tự nhủ, ta ngự trị như một nữ vương, không phải là quả phụ. Ta chẳng bao giờ phải khóc than. Vì thế trong một ngày, các tai họa đều xảy ra. Chết chóc, than khóc và đói kém, nó sẽ bị lửa hừng thiêu hủy. Vì Chúa, Đức Chúa Trời, đấng phán xét nó là đấng đầy quyền lực. Khi các vua trên thế giới là những kẻ đã phạm tội tà dâm với nó và chung hưởng xa hoa với nó, thấy khói lửa thiêu đốt nó bay lên, đều khóc lóc than vãn về nó. Họ đứng đàng xa vì sợ phải chịu khổ hình với nó. Họ than, khốn thay thành phố vĩ đại, thành Babylon hùng cường. Vì chỉ trong một giờ, ngươi đã bị đoán phạt. Các thương gia trên thế giới khóc lóc thương tiếc nó, vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa. Không còn ai mua hàng vàng bạc, bảo thạch, trân châu, vải gai mịn, hàng màu đỏ, tơ lụa, hàng màu điều, các loại gỗ thơm, mọi vật dụng bằng ngà, mọi vật dụng bằng gỗ quý, bằng đồng, sắt, cẩm thạch, nhục quế, gia vị, trầm, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì, lúa miếng, các súc vật, cừu, ngựa, xe, nô lệ và cả linh hồn người ta. Họ bảo, các trái cây mà các linh hồn ngươi ham muốn đã mất rồi. Tất cả những hào nhoáng xa hoa của ngươi đã bị tiêu diệt, không thể nào tìm lại được bao giờ. Các thương gia buôn bán các hàng hóa đó, những người đã nhờ Babylon mà làm giàu, đều đứng đàng xa vì khiếp sợ khổ hình nó phải chịu, đều khóc lóc thương tiếc mà nói, khốn thay thành phố vĩ đại, đã từng mặc áo vải gai mịn, hàng sắc đỏ và sắc đều, có trang hoàng bằng vàng, trang sức bằng bảo thạch trân châu. Vì trong một giờ mà bao nhiêu sự giàu có lớn lao đó đều tiêu tan. Tất cả các thuyền trưởng, các nhà hàng hải, các thủy thủ và tất cả những người làm ăn ngoài biển, khi thấy khói lửa nó bay lên, đều đứng xa mà nói, có gì sánh kịp thành phố vĩ đại này? Họ rải bụi trên đầu, lớn tiếng khóc lóc, than vãn rằng, khốn thay thành phố vĩ đại, nơi trù phú đã làm giàu cho các chủ tàu buôn bốn biển, chỉ trong một giờ mà đã điêu tàn. Các tầng trời hãy hân hoan vì nó, các thánh đồ, sứ đồ và tiên tri của Chúa cũng hãy hân hoan, vì Đức Chúa Trời đã xử phạt nó như cách nó đã đối xử với các người. Bấy giờ một thiên sứ dũng mãnh lấy một tảng đá như cối xay lớn ném xuống biển mà bảo, thành phố Babylon lớn sẽ bị ném xuống cách dữ dội như thế và người ta sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Tiếng đàn hạt, nhạc khí, sáo kèn sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa tại nơi đây. Nó cũng chẳng bao giờ còn có thợ thuyền, bất cứ nghề nghiệp nào. Người ta cũng không còn nghe tiếng cối xay nữa. Nơi đây chẳng bao giờ còn một ngọn đèn soi sáng, chẳng còn nghe tiếng nói của chàng rể cô dâu. Vì các thương gia của ngươi là những người thế lực trên thế giới, các ngươi dùng ma thuật mà lừa gạt mọi dân tộc.
Nơi đây người ta tìm thấy máu các tiên tri và các thánh đồ, cùng máu của mọi người bị tàn sát khắp mặt đất. Khải Huyền chương 19. Ca hát sau khi Babylon bị tiêu diệt. Sau các việc này, tôi nghe một tiếng hô lớn của một đám rất đông trên trời. Hallelujah! Sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì sự phán xét của Ngài thật công minh và chân thật, Ngài đã kết án con đại kỹ nữ từng làm ô uế thế gian với sự gian dâm của nó, và Ngài báo trả cho nó về máu các đầy tớ Ngài mà nó đã đổ ra. Họ lại hô lên Hallelujah! Khói của nó bay lên mãi cho đến đời đời. 24 trưởng lão và 4 sinh vật quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời đang ngự trên ngai tung hô Amen, Hallelujah. Một tiếng nói từ trên ngai bảo: Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Tất cả các người là đầy tớ của Ngài, là những kẻ kính sợ Ngài, cả lớn và nhỏ. Lúc ấy tôi nghe tiếng ầm ĩ như của một đám người đông đảo, như tiếng ầm ầm của nhiều thác nước, như tiếng sóng vang động dữ dội rằng: Hallelujah! Vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta cai trị. Chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ và tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã đến và cô dâu Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng được cấp áo vải gai mịn rực rỡ và trong sạch để mặc vào. Vải gai mịn là các việc công chính của các thánh đồ. Thiên sứ bảo tôi: Anh hãy viết phước cho những người được mời dự tiệc cưới chiên con. Thiên sứ tiếp: Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi quỳ xuống trước chân thiên sứ để thờ lạy người, nhưng người bảo tôi: Đừng làm như thế. Tôi chỉ là bạn tôi tớ với anh và với các anh chị em của anh là những người đã giữ lời chứng của Đức Giêsu. Hãy thờ lạy Đức Chúa Trời vì sự làm chứng về Đức Giêsu là tinh thần của các lời tiên tri. Tôi thấy bầu trời mở ra và kìa, một con ngựa trắng xuất hiện. Đấng cưỡi ngựa tên là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài phán xét và chiến đấu cách công minh. Mắt Ngài như ngọn lửa hừng, đầu Ngài đội nhiều mão. Ngài có một danh hiệu ghi trên mình, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết và được xưng danh là lời Đức Chúa Trời. Các quân đội trên trời đều theo Ngài, cưỡi ngựa trắng và mặc áo bằng vải gai mịn trắng trong sạch. Từ miệng Ngài thò ra một lưỡi gươm sắc bén mà Ngài dùng để đánh phạt các dân. Ngài sẽ cai trị họ bằng cây gậy sắt. Ngài đạp nho trong máy ép nho chứa sự thịnh nộ mãnh liệt của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo và trên đùi Ngài có ghi danh hiệu Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời lớn tiếng gọi: Tất cả các loài chim chóc bay giữa bầu trời, hãy đến tập họp để dự đại tiệc của Đức Chúa Trời, để ăn thịt các vua, các tướng lĩnh, các người quyền thế, thịt ngựa và kỵ sĩ, cùng thịt của mọi người tự do và nô lệ, lớn và nhỏ. Tôi thấy con thú, các vua của thế gian và các quân đội. Họ tập trung để chiến tranh với đấng cưỡi ngựa và quân đội Ngài. Nhưng con thú bị bắt sống cùng với tiên tri giả, là kẻ đã làm các dấu lạ trước mặt nó để lừa gạt những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ thờ lạy thần tượng nó. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa diêm sinh cháy phừng. Những người còn lại đều bị giết do lưỡi gươm ra từ miệng của đấng cưỡi ngựa, và tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê. Khải Huyền chương 20. Thời đại 1000 năm. Tôi lại thấy một thiên sứ từ trời xuống, mang chìa khóa vực thẳm và tay cầm một sợi xích lớn. Người bắt con rồng, tức con rắn xưa, là quỷ vương, tức Satan, và xích nó lại suốt 1000 năm. Người quăng nó xuống vực thẳm rồi khóa và niêm phong lại ngõ hầu nó, không còn lừa gạt các dân tộc nữa, cho đến khi mãn hạn 1000 năm.
Sau đó nó phải được thả ra một thời gian ngắn. Tôi thấy các ngai và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì làm chứng về Đức Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời, cùng linh hồn của những người không chịu thờ lạy con thú và thần tượng nó, không nhận dấu ấn của nó trên trán hoặc trên tay. Họ đều sống lại và trị vì với Chúa cứu thế suốt 1000 năm. Những người chết khác chưa được sống lại cho đến khi hết hạn 1000 năm. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước hạnh và thánh khiết thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Chúa cứu thế và đồng trị vì với Ngài suốt 1000 năm. Hết hạn 1000 năm đó, Satan sẽ được thả ra khỏi ngục tù và đi lừa gạt các dân tộc bốn phương trên đất, dân Gót và Ma Gót, rồi tập trung chúng để chiến tranh đông như cát biển. Chúng kéo lên khắp mặt đất, bao vây trại quân các thánh đồ và thành phố thân yêu. Nhưng lửa từ trời đổ xuống thiêu nuốt chúng. Còn quỷ vương là kẻ đã lừa gạt chúng thì bị quăng xuống hồ lửa diêm sinh cháy phần, là nơi con thú và tiên tri giả đã bị ném xuống từ trước. Chúng đều bị khổ hình cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Lúc ấy tôi thấy một ngai lớn màu trắng và đấng ngự trên ngai. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn biệt, không còn một chỗ nào cho chúng nữa. Tôi cũng thấy những người chết đứng trước ngai cả lớn và nhỏ, và các sách đều mở ra. Có một quyển sách khác mở ra nhan đề là sách sự sống. Các người chết bị phán xét theo việc làm của họ như đã ghi trong các sổ sách. Biển nộp lại những người chết nó giữ. Sự chết và âm phủ cũng giao trả những người chết chúng giam. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Ai không được ghi tên trong sách sự sống đều bị quăng xuống hồ lửa. Khải Huyền, chương 21, trời mới, đất mới. Lúc ấy tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành phố thánh là Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời trên trời mà xuống, chuẩn bị như cô dâu trang điểm chờ chàng rể. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay nói: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ, họ sẽ làm dân Chúa. Chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết chóc, tan chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa vì những việc trước đã qua rồi. Đấng ngự trên ngai phán: Này, ta tân tạo tất cả vạn vật. Ngài tiếp: Con hãy ghi chép vì những lời này đều là thành tín và chân thật. Ngài lại bảo tôi: Hoàn tất rồi. Ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng. Người nào khác ta sẽ cho uống nước suối hằng sống miễn phí. Người đắc thắng sẽ được thừa kế những điều này. Và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người, còn người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, vô tín, đáng ghê tởm, giết người, gian dâm, phù thủy, thờ thần tượng, và tất cả những người giả dối thì số phận chúng nó ở trong hồ lửa cháy phần với diêm sinh, đó là sự chết thứ hai. Một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa sau cùng bảo tôi: Anh đến đây, tôi sẽ chỉ cho anh thấy cô dâu là vợ của chiên con. Người cất tôi đi trong tâm linh lên một hòn núi lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thấy thành phố thánh là Jerusalem từ Đức Chúa Trời trên trời mà xuống, rực rỡ vinh quang của Đức Chúa Trời. Ánh sáng nó giống như của bảo thạch, như ngọc thạch anh trong suốt giống như pha lê. Tường thành thì lớn và cao, có 12 cổng. Ở các cổng có 12 thiên sứ canh gác. Trên cổng có ghi tên 12 chi tộc Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng và phía tây có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 nền.
Trên các nền có ghi tên 12 sứ đồ của chiên con. Thiên sứ đang nói chuyện với tôi, mang theo một cái thước, tức là cây gậy bằng vàng, để đo thành phố, các cổng và tường thành. Thành phố vuông vức, chiều dài và chiều rộng đều bằng nhau. Người dùng gậy đo thành phố mỗi chiều được 12.000 dặm estade, ba chiều dài, rộng và cao đều bằng nhau. Người đo tường thành, tường dày 144 bộ cubit, theo lối đo lường của loài người mà thiên sứ ấy đang dùng. Tường xây bằng ngọc thạch anh, còn thành phố bằng vàng ròng, trông như thủy tinh. Nền móng của tường thành được tô điểm bằng đủ mọi thứ bảo thạch. Nền thứ nhất bằng ngọc thạch anh, nền thứ hai bằng lam ngọc, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng bích ngọc, nền thứ năm bằng bạch ngọc, nền thứ sáu bằng ngọc hồng mã não, nền thứ bảy bằng kim lục thạch, nền thứ tám bằng lục ngọc, nền thứ chín bằng hoàng ngọc, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng ngọc hồng bửu, nền thứ 12 bằng ngọc tử bửu. 12 cổng là 12 hạt ngọc trai, mỗi cổng làm bằng một viên ngọc nguyên khối. Đường phố trong thành đều bằng vàng ròng, tợ thủy tinh trong suốt. Trong thành tôi không thấy thánh điện nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con là thánh điện của thành phố. Thành phố không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng, vì vinh quang Đức Chúa Trời chiếu sáng và chiên con là ngọn đèn của thành phố. Các dân tộc sẽ qua lại dưới ánh sáng nó. Các vua trên thế giới sẽ mang vinh quang mình vào đó. Các cổng thành suốt ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh quang vinh dự của các dân tộc vào đó. Mọi vật ô uế cùng những kẻ làm điều ghê tởm và giả dối tuyệt đối không được vào đó, ngoại trừ những người đã được ghi tên vào sách sự sống của chiên con. Khải Huyền, chương 22. Rồi thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước hằng sống trông như pha lê chảy ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai chiên con, chảy giữa đại lộ của thành phố. Hai bên bờ sông trồng cây hằng sống ra trái 12 mùa, mỗi tháng một lần kết quả. Lá cây dùng để chữa bệnh cho các dân tộc. Tại đó sẽ không còn nghe lời nguyền rủa. Ngai Đức Chúa Trời và ngai chiên con sẽ đặt trong thành. Các đầy tớ Chúa sẽ phụng vụ Ngài. Họ sẽ được thấy mặt Ngài và danh Ngài được ghi trên trán họ. Đêm tối không còn nữa, họ sẽ không cần đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì cho đến đời đời. Thiên sứ bảo tôi, các điều này đều là thành tín và chân thật. Chính Chúa là Đức Chúa Trời của tâm linh các tiên tri đã sai thiên sứ Ngài tỏ cho các đầy tớ Ngài những biến cố sắp xảy ra. Này, ta sắp đến, phước cho người vâng giữ các lời tiên tri trong sách này. Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy các điều này. Tôi quỳ xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ cho tôi các việc này để thờ lạy. Nhưng thiên sứ bảo tôi, đừng thờ lạy tôi. Tôi cũng là bạn đồng bọc của anh, của các anh chị em là các tiên tri của Chúa, và của tất cả những người vâng giữ các lời ghi trong sách này. Anh hãy thờ lạy Đức Chúa Trời. Thiên sứ lại bảo tôi, anh đừng niêm phong các lời tiên tri trong sách này, vì thời điểm đã gần tới. Kẻ bất chính cứ làm điều bất chính, kẻ ô uế vẫn cứ sống ô uế, còn người công chính hãy cứ làm điều công chính, và những người thánh khiết hãy tiếp tục sống thánh khiết. Này, ta sắp đến, đem giải thưởng theo với ta để báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và cuối cùng, là ban đầu và chung cuộc. Phước cho những người giặt sạch áo dài mình để được quyền dùng cây hằng sống và được bước qua các cổng mà vào thành phố thánh. Bên ngoài là các loài chó, phù thủy, gian dâm, giết người, thờ thần tượng và tất cả những người ham thích và làm những việc gian dối. Kết luận, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta làm chứng cho các con những điều này trong các hội thánh. Ta là cội rễ và hậu tự của David và sao mai sáng rực,
Thánh Linh và cô dâu cùng nói: Xin hãy đến. Người nào lắng nghe cũng hãy nói: Xin hãy đến. Người nào khác hãy đến. Người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí. Ta cảnh cáo mọi người nghe các lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào sách này, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho kẻ ấy những tai họa đã ghi trong sách này. Còn ai bớt lời nào trong sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất phần của kẻ ấy trong cây hằng sống và thành phố thánh mà sách này đã ghi. Đấng làm chứng cho những điều này phán: Phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài đến. Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu ở với tất cả mọi người.